Chẳng không bán này. 2000 years later. Thì nghe không gì má, chẳng gì má một xíu mà. Chứ mình không gặp thằng A, gặp lại thằng bạn. Sweet literally Lyle đánh con cái xa lúc này nè. Nên đâu game mình mạnh hơn á. Đang con này là được. Từ đã để lên level 2 là ổn rồi cái thằng này. Biết như vậy nghĩa là lên 2 rồi đánh á. Cái đánh từ dẫn đánh lúc mà lên 2 lại mất cái nhịp đánh tiêu á. Trời ơi, không bay này. Ôi, nó phát. Dạ ơi. Nó là mất rồng rồi, bật cái thông thạo nó ghê gớm. Không bay gà nha mọi người. Chơi game không nhìn map, chẳng nhìn map một xíu mà. Sụp nó đánh lại giờ sụp mình không bốn. Hút được hai mạng xích tao ngon dễ thường luôn. Lên rồi landing của mình múa ok la phép này. Có mỗi thằng này chết nhiều quá thành ra to đừng để nó gỡ nên mọi người. Ăn mạng xong rồi tính nào được lấy. Later. Phạm Hoàng Sơn, SP ra là chết mặt cười chảy nước. Cái mạng ăn cười nó nghèo ghê, muốn có một mạng hai mạng không mà có. Trời ơi. Ơ, rớt mạng rồi. Ơ, ủa. Trời ơi. Trời đúng cái pha quan trọng nhất game thì lại rớt mạng. Cái pha quan trọng nhất luôn. Chạy ra tới nơi rớt mạng trời ác dễ thờ. Chết luôn anh em, mất rồng luôn anh em. Phế khác người đẹp hết. Đang đúng pha này. Phạm Hoàng Sơn, 215 khuê thông thảo.
Trần Trung Hiếu. Không thật rồi. Thấy người ta, tao cứ mạng nói người ta, tao bán cũng nhiều lắm mà. Ăn chanh ăn mạng được quánh sụp luôn mà. Nguyễn Thanh Tuấn. Thấy cỡ. Yêu, đánh biết vậy, đánh thì lại nó ăn long hồn long đức. Tim nó còn đẹp hơn tim mình. Thấy cỡ, nên mình chịu. Văn Chiến. Có mấy quả có thể ăn được cũng khó. Hãy đổi con sụp mình thành một con sụp khác nó tim mình ba thằng kia đều đánh được con sụp. Đánh thành cao thủ chết 26 ngàn. Nổ hủ top 2.
Hay mình đổi thành con sập khác là mình win cái game này á. Ba thằng kia đánh hai mất vãi luôn.